Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay là phái đoàn nhà trai đang có mặt tại Los Angeles, Long An rồi. Đấy. Thì hôm nay là ngày bắt đầu mà gia đình Phạm Dũng là đi gọi là dạm ngõ nhờ cô nhỉ? Dạm ngõ. Vâng. Gọi là gì ạ? Đám nói. Đám nói ạ? Ở ngoài Bắc gọi là dạm ngõ. Vâng. Trong này gọi là đám nói. Vâng. Thì bây giờ thì trước khi mà vào nhà Diễm ấy thì cả nhà là dừng lại một cái chợ để đi ăn sáng các bạn ạ. Chợ này là em với Diễm cũng hay vào đây review anh Hải. Và cameraman hôm nay là Phạm Dũng các bạn nhá, vì nay nhờ em mới quay. Thôi cháu mời ông các bà với các anh các chị đi ăn sáng. Đấy. Đi mọi người đi cẩn thận nhá. Chợ này là buổi sáng nhiều món ngon lắm anh Hải ạ. Đặc trưng của miền Tây. Đây là chợ văn hóa Mỹ Phước Tây. Đấy. Vâng, các nhà chú. Ở đây là rất nhiều những món ăn ngon đấy nhỉ. Dạ, các nhà chú. Vâng. Đấy, xôi này. Xôi rồi bánh này. Nhưng mà mình kiếm một cái quán nào. Dạ. Nổi tiếng trên mạng chợ. Vâng, chào các chú. Ôi, cái bánh mì lợn quay à hay gì đây? Đây là bánh mì. Ngày xưa là bạn Diễm cũng hay ăn bánh mì ở đây đi học cấp 3 ấy. À thế à. Ôi, bánh mì lợn quay ngon lắm bên này. Nhìn hấp dẫn nhỉ? Bánh mì lợn quay. Vâng. Tí nữa thì ra làm cái. Chỗ này là bán cái gì đây Dũng? Đây là bán cơm tấm hủ tiếu à? Cơm tấm ấy. Ở nhà bạn Diễm thì chuẩn bị rất là nhiều món ngon rồi, nhưng mà anh em mình đi từ lúc 4 giờ sáng nên là bây giờ phải ăn sáng một chút để đây, có gì trong bụng đã rồi mình mới vào nhà bạn Diễm được. Ở đây nha. Đây con mời cả đoàn vào đây. Đây, bánh canh bún cá. Có món gì nhỉ? Chú nhỉ? À đây, đây ngồi cái bàn này rộng này. Đây con mời cả nhà ngồi đây. Bên này là có bánh xèo nữa nha anh Hải. À ok ok. Ấy, nồi nước lèo ngon nhỉ. Chào cô ạ. Thơm thế. Ơi chú ơi, mọi người ngồi hết đi để con gọi cho. Cô ơi, ở đây là có món gì cô nhỉ? Bánh canh bún riêu hủ tiếu ăn. À. Bánh canh bún riêu hủ tiếu. Đấy. Bán là thấy một tủ đầy tiền này là biết là uy tín rồi. Đây. Đây cả đoàn ngồi hết vào đây đi. Đấy. Xong rồi bao nhiêu bánh canh thì giơ tay, bao nhiêu hủ tiếu thì giơ tay. Có bún riêu nữa. Bao nhiêu bún riêu? Ngày xưa là mình cũng thời điểm mà làm hướng dẫn viên rồi nên biết đi cái đoàn đông này là cho anh em ngồi xuống và giơ tay. Nào chị ơi, vào vị trí chiến đấu đi. Rồi cả nhà ngồi ổn định chưa nhỉ? Ngồi đi anh. Chú ơi, mình có cái ấy không nhỉ? Có cái giấy bút không nhỉ để ghi nhỉ? Có giấy bút không để ghi? À, rồi rồi rồi. Bún riêu ngon đấy. Bún riêu thơm. Thế là bán bún riêu. Ở bên kia là tráng bánh xèo ấy nhỉ? Bánh xèo. Bây giờ nhà mình bao nhiêu bát bánh canh đây? Ai ăn bánh canh? Hai bánh canh nhá. Ba bánh canh. Bốn bánh canh. Bún riêu cua bao nhiêu cái? Bao nhiêu bát? Năm bánh canh rồi. Bún riêu cua mấy đây? Giơ tay. Ba bún riêu. Có đâu còn lại hủ tiếu đúng không? Bao nhiêu hủ tiếu giơ tay? 1, 2, 3, 4, 5 hủ tiếu, 6 hủ tiếu, 7. 7 hủ tiếu, 5 bánh canh, 3. Bún riêu. Thôi, chị ơi, 3 bún riêu. Bao nhiêu? 7 hủ tiếu. Bao nhiêu 7 tiếu? 5 bánh canh. Bao nhiêu 7 tiếu 5 bánh canh? Dạ. Dạ, uy tín chưa? Cô ơi,
Cô cho con một cái bát móng giò ấy, hai cái bát móng giò ấy đi. Chúc để mọi người tự ăn nhé. Xa chợ phiên nên là cũng khá là thèm móng giò Phạm Dũng. Bốn nhiêu móng giò hết ha. Dạ. Dạ. Nhưng mà cho hai tô móng giò thêm. Bát bình thường đi rồi thêm giò móng để ngoài. Dạ. Các bác cà phê đi không anh? Bạn ăn đi cùng mình đi. Thơm anh Hải ạ. Thơm lắm. Ngon. Ở đây đều là tiệm quen thuộc tuổi thơ của bạn Diễm ấy. À. Nói chung là từ đây vào nhà Diễm là còn xa nữa không? Còn khoảng 10 phút đấy nhỉ. À. Đây là mắm tôm này. Cái này là mắm tôm đây. Mắm ruốc. Mắm ruốc à? À. Để mắm ruốc này riêu. Thơm nhỉ. Như mấy tô bún riêu ạ? Ở đây hai chị bên đây một tiếng một riêu rồi đó. Đấy chị này chị. Ở phía sau chợ là có một khu vực để bán cá đồng ấy nhỉ. Cái mùa này cũng nhiều cá đồng lắm. Ừ. Nhưng mà hôm nay là không có thời gian nên là anh em mình ăn sáng rồi vào bán Diễm thôi. Ở bên kia hình như là anh thấy có cả bánh xèo không? Ở đây nhà mình có ai ăn bánh xèo không nhỉ? Không à? À. Mọi người bảo là ăn bún thôi, tranh thủ ăn nhanh để còn đi về công việc. Làm nhanh giúp em nhá. Chị có nhớ được bao nhiêu tô không? Nhớ rồi. Đấy. Vừa làm vừa nhớ không sao cả. Thịt lợn này ngon đấy nhá. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. 357. Cái này là nạc đùi hả cô? Cho em nhiều cái móng giò cái nhá. Rồi để hồi em muốn thêm ngoài cho. Em ơi em cho cái móng giò vào đây cho nó mềm cho nó nóng đi. Cho nó nóng lâu lâu. Bao nhiêu tiền đấy cô? 25.000. Ở dưới quê rẻ nhỉ, 25.000. Chợ quê mà. Chợ này còn có những bó rau bán có 3.000, 5.000 như là chợ phiên ấy. Chất lượng không? Thế này, chị đang... Thế trụng nóng này, rồi đấy, bỏ tóc tinh, rồi mới chan nước lèo. Cái này là bún riêu. Bún riêu. Cho em một bát bún riêu là cho một chút nước béo vào nhé. À? Chưa ăn lần mình à? Thực sự là hôm nay là phải cảm ơn anh Hải đấy. Nhờ có anh Hải đi mà mình đỡ run hơn. Chứ hồi hộp lắm các bạn ạ. Quan trọng là hai bên gia đình thì đã là quá là hiểu nhau rồi nên là cái vấn đề đi dạo ngõ lần này nó chỉ là cái thủ tục thôi các bạn ạ. Chưa ngày trước như các bạn đã xem video của Hải thì cũng biết mình quay rất nhiều những cái đám cưới của người đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng cao. Ôi rồi ôi, nhiều khi dạo ngõ này cực kỳ gay cấn luôn. Hủ tiếu dạ. Nhiều khi là rất thơm đấy nha. Đây là bánh canh. Đấy, cái này là cái gì đấy ạ? Bún riêu đúng không ạ? Bún riêu. Bún riêu của ai đây? Ba bát bún riêu chưa đi ạ? Có giống chợ phiên không anh Hải? À, vui mà giống chợ phiên. Cái này là bánh canh ạ. Chú đưa cháu bê cho. Đâu? Bánh canh. Bánh canh này. À. Quán này là nổi tiếng nhất chợ đây. Nổi tiếng nhất chợ à? Đồng Khanh. Cái này là bún riêu. Một bát bún riêu nữa của ai đây nhỉ? Ai? Đúng
Cái này là tôm riêu nè, này cũng riêu nè. Bún riêu ạ. Đây, cho một chút nước béo vào. À, rồi, cho nó mỡ mỡ tí. À, người đang hơi gầy. Bún riêu nữa của ai đây? Chị nào? Bún riêu của anh gì? Của mình mà. Của mình đi. Hủ tiếu với bánh canh nhá. Thôi của ai ra trước thì cứ chủ động thôi nhỉ. Cái ghế nó yếu quá. Cái ghế này nó bị ở rãnh rồi. Cho ly cà phê sữa nghe. Tưởng ngồi gãy ghế ngại quá. Có ai uống cà phê không nhỉ? Dạ không ạ. Cháu uống cà phê phát say luôn. Hai ly đi cho uống gì? Cà phê sữa. Hôm nay không khí giống như kiểu là mình đi chợ phiên đấy anh em ạ. Rồi hai ly cà phê sữa. Dậy thì rất sớm luôn. Đây là tô bún riêu này. Đấy, có một phần bố giò này. Đấy, ba miếng tiết này. Rồi gan này. Mời anh em nha. Ngon. Một mớ tôm luôn. Có bún riêu và có mớ tôm. Đây ạ. Cho mắm tôm chấm vào đây đúng không? Tô này là có 25.000 này. Có rẻ. Tô đầy đủ luôn. Ngon đấy. Lâu lâu ăn bún riêu ngon. Ngon. Nhưng mà bún riêu ở đây khác có bún riêu ngoài kia lắm. Ở ngoài kia là sẽ có một miếng riêu cua. Đó. Cà phê sữa đá này trông độc lạ đấy. Đây. Cà phê sữa đá này là độc lạ miền Tây đấy. Dạ. Cao lắc luôn rồi. Như ly kem với chị Tiên nè. Cà phê độc lạ miền Tây mà. Nhiều sữa lắm. À, độc lạ miền Dương, nhưng mà độc lạ miền Dương là xưa rồi, bây giờ độc lạ miền Tây. Ăn đi. À. Mọi người có đủ hết chưa ạ? Chưa đủ. Hủ tiếu này nhá. Ai thiếu gì là phải gọi nhá. Đây còn thiếu hủ tiếu nhá. Đây hủ tiếu đây. Ngon quá. Đây hủ tiếu nhá. Đói. Đây 4 giờ mà. Cái tô này là tô chốt rồi. Chợ này thì còn khoảng chục món ăn vặt nữa. Nhưng mà anh em mình phải đế bụng ấy nhỉ. Hôm nào có thời gian về đây chợ này sau. Nhưng mà hôm nay là tranh thủ để đưa phái đoàn nhà trai đến giao lưu với nhà gái. Bên này là bên nhà gái chuẩn bị rất nhiều món ngon rồi. Bình thường mà giữa mà đi chợ là hay lên chợ này nhỉ? Lần nào mà có việc quan trọng thì đều ra chợ này để mua đồ ấy. Ví dụ như là hôm nay thì đồ ăn cũng mua từ chợ này. À. Chợ này gọi chợ lớn nhất đây rồi. À, chợ Mỹ Phước Tây lớn nhất khu vực này. Cái nhà diễn ra đây là mất bao xa? Khoảng 10 đến 15 phút đi xe máy. Tương đương với hơn chục cây. Nhưng mà tí mà đi xe to thì làm sao mà vào nhà được? Cái xuồng à? Xe 16 chỗ thì không vào được. Nên là mình phải đi xuồng và đi ghe. Đi ghe từ cái đoạn cầu kia vượt vượt lên đúng không? Ngon luôn gì? Được cái là ở đây cái khoản là rau này, rau muống à, thua rồi. Cảm ơn chị nhá, anh ăn thêm chân giò này. Mày ơi, không lắm anh, cháu quán của Dung rồi, cháu quán của Dung gọi đi. Có vài cháu ăn cục của Dung rồi. Thế nên cậu người như thế phải thêm một kia còn hai cục nữa.
đang ăn giữ eo. Em ăn làm miếng móng giò. Nếu mà ăn mập lên nó mất thương hiệu thì sao? Dạ. Thôi anh em. Cho thêm bát móng giò ở bên kia nữa đi ạ, để cho ai thích ăn móng giò nhá. Nhớ chợ phiên quá rồi. Ăn bóng giò này nhớ chợ phiên nhé. Đúng không? Cái màu móng giò luộc ở đây á, đúng ở chợ phiên trên Hà Giang. Họ luộc cho ít nghệ mà. Nghe cái màu đó, nhìn nó đẹp. Đây là màu dầu điều của chị Dung ha. Đấy. Đấy, giờ thì phái đoàn ra tranh thủ ăn đã, cho chú rể ăn, chú rể cầm máy quay, chú rể đói tí là không phát biểu được gì thôi. Em nghĩ là bây giờ là không ăn cũng no nhỉ, hồi hộp quá không muốn ăn nữa. Sướng đúng không? Hồi hộp em, đêm qua ngủ không? Đêm qua là mình chỉ ngủ có hơn 2 tiếng thôi. Chú Khanh là em trai của bố em á anh Hải. Tại bố mất rồi nên hôm nay là chú ở đại diện cho bố luôn. Nên là chú cũng không ngủ được. Người ta gọi là sẻ cha còn chú đấy đúng không? Dạ. Còn bờn cho giống khác thế. Chú bảo là chú mày đấy cơ mà chú còn hồi hộp bên mày. Thôi rồi, Dung ăn đi xong rồi tiếp tục lát với Hải. Tiếp tục quay chia sẻ các bạn sau. Nào. Mình là bé nhưng mà phải đi trước bởi vì để dẫn đường. Hướng dẫn viên anh Hải. Người ta gọi là hướng dẫn viên. Còn mấy em nữa mà bưng lễ, bưng cháp các thứ mà đi trước cái này là chết đấy. Bây giờ mình phải di chuyển, mất bao lâu thì để tới? Khoảng vài chục phút đi ghe đấy anh. À. Đám cưới Phạm Dũng này là đây là một trong những đám cưới đầu tiên mà mình được kiểu trải nghiệm đi bằng ghe đấy, thuyền đấy. Chào anh Hai. À, chú nha. À, chào anh Hai nha. À, ui, đây có mấy cây mai tự nhiên. Cây mai to lắm anh Hải ạ. Chú ơi, cây này là tự nhiên đấy nhỉ? Trồng lâu chưa chú? Chú có bán không chú? Nhưng mà cây này năm nay là không có bông rồi. Không bông. Ít lắm. Có năm nào cũng thử lấy đồng dữ vậy. Ra 30. Tại vì các cái lá này nó cũng lá già mới chết. Cái này phải tuốt đi ạ. Đây mọi người lên xe đây. Ai khỏe thì ngồi lên đây luôn nghe. Lên thuyền anh bảo là lên xe đi. Còn phụ nữ thì ngồi giữa. À. Không hết nữa thì qua cái thùng này. Phải khỏe là biết ai khỏe. Bỏ cái thùng này nó xuống. Cầm cái nữa. Đỡ bà đi. Mẹ mày. Rồi. Yến đâu? Ơ cẩn thận. Yến lên đi Yến. Tiếp lên đi. Cẩn thận anh Hải ơi. Nào. Ngồi hai bên cho nó đều. Được rồi, ngồi bên này cũng được. Anh Hải ơi, anh ngồi vào giữa đây là tuyệt vời luôn này. Cẩn thận nha, từ. Cậu sang bên này luôn. Cân đi chứ. Không có cân từ đấy. Đúng không nói đi xuống sáng nay em phải tính một bánh thánh. Chú Hải to quá. Chú Hải to quá. Đi qua cái muốn trốn muốn sụp cái. Thường đây, thường xuống đây. Ngồi đó được không? Anh Hai bên này là ngồi ngồi bao nhiêu người đấy? Chắc là đủ người ha. Em ngồi đây được.
Trong Nam là gọi thuyền bằng ghe, đúng không? Sau đây là bài Giáng Tre bắt đầu. Chuẩn bị nhá. Rồi. Đi Long An. Đi về Long An có cô gì? Rồi hết tốc lực luôn. Anh hai, đây là anh hai của Diễm. À, anh hai. Ở đây là nó có những cái bẫy ấy nhỉ? Anh mà đứng dậy là không có cân cái thuyền nữa. Mình thì quay rất nhiều những cái đám cưới ở Tây Bắc rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên quay đám cưới ở miền Tây các bạn nhé. Nên là lần này cố gắng quay chia sẻ các bạn toàn diện nhất. Đấy, từ khâu dặn ngõ này, ăn hỏi này và cưới chính nhá. Thực ra là nhà Diễm thì những cái xe ô tô dạng nhỏ ấy thì có thể đi vào được. Đấy. À. Đua xe à? Thế dò lại, nó đi nhanh nhỉ? Tại thuyền của mình nặng hơn ấy. Hôm nay con trai thì lấy vợ mà con thấy cảm xúc như nào? Vui đúng không? À. Nay bà vui lắm. Mấy đứa cháu còn của cô cứ thấy, dạ. Thấy bà nói tới bà. Khu vực 4 cây cầu này là gần nhà bạn Diễm mình nha các bạn. Chỗ này là ngã tư có 4 cây cầu. À. Nhiều khán giả là cũng thắc mắc là tại sao phải xây tới 4 cây cầu lận. Bởi vì nó ngã tư của hai dòng suối. Hai dòng kênh. Hả? Hai dòng kênh. Này, dừa này đúng kiểu miền Tây ấy. Yeah. Dừa luôn, hai bên dừa. Chuẩn bị nhá, sắp tới rồi. Mọi người chuẩn bị tư trang hành lý để tiến vào nhà gái. À, nhưng mà hôm nay có vẻ như là nó ít cái bèo hơn hôm nay. Lục bình hôm nay là lục bình. Do mùa nước nổi nó trôi bớt đi rồi. Ở đây này gọi là lục bình à? Dạ. Ở đâu mấy con quạc quạc hôm nay? Xe của Phạm Dũng kìa. À, đấy, những xe nhỏ thì vẫn đi được các bạn nhé. À, mỗi tội là xe to thì không vào được thôi. Đấy, ở đây các cô chú là vẫn di chuyển bằng... Đấy. Cảnh này đẹp quá, rất mộng mơ. Đẹp gì? Có đẹp không bác? Đẹp quá. Úi Hải ơi, ngồi xuống. Ai cũng sợ nước đấy Hải. Không có ai biết bơi đâu. Quan trọng là mình không biết bơi luôn chứ. Không có ai biết bơi đâu. Anh phải đứng nghiêm ở bên này này. Đứng im đi. Chào con dâu nhá. À, xinh thế. Từ từ. Xách vô. Đứng đây.
Thưa chị. Đây rồi. Bác kìa, đỡ bác kìa. Đi mệt không bác? Đây đây đây. Đây đây đây, bà cứ đây. Đây đây đây, bác cứ lên đi. Từng người lên đi cho dễ. Ôi. Thưa anh. Rồi cảm ơn nhiều. Vâng. Chào cô chị. Dạ. Lần đầu tiên được đi đọc lại. Đọc lại. À. Đây từ từ sát bên này nè chị. Đọc lại. Đây 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 đây. À. Dạ. Dạ. Thêm. Dạ chú. Rồi mời các bô lão. Đây. Mình là cầm trịch đi, đưa các cụ đi mà. Cho Hải dạ. Đạo diễn chương trình. Dạ. Con chào bà. Các bà. Dạ. 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 Ông bà. Dạ. Anh chị vô thăm anh đưa cái quả đồ đủ trước rồi kìa. Đấy, chú thấy căng thẳng không? Đừng đưa. Nãy giờ mọi người đang nói rất là vui, tự nhiên vào tới cửa cái là yên lặng hết luôn. Không, hôm qua anh Hải đã có xin anh trước là hôm nay là có khả năng là sẽ phạm dụng, không nói gì, không dám nói gì. Dạ, mời nha. Đấy, cả nhà vào trong đi ạ. À. Dạ, mời chú. À, bà chú ạ. Ngồi đi chị. Chị ngồi đi. Căng thẳng quá nhỉ. Căng thẳng. Để ý là các chú dạ. Các cha thì bên đây. Mời chờ ông khách. Ngồi. Ê, anh Hoài em mời. Mời cậu không mời cậu cho ngọn nước. Dạ em mời anh Hải ạ. À. Hải ngồi đây. Dạ. Đây anh chị. Đây bắt hai lên rồi Dũng ngồi đây chứ. Đây đây vô đây không chứ. Nhưng mà mình có thể cho mình sang ngoài thì ngồi được. Cái căng thẳng này. Mình. Được rồi. Để cho các chú các cô. Nói chung là vừa nay quay phim này các cụ run không bàn biết gì cả. Bây giờ đấy lé máy quay phát bàn như mưng bỏ ngô. À, kinh đấy. Phù dâu hôm nay là à, phù dâu hôm nay là tiếp khách kinh đấy. À, uy tín đấy. Chị Tuyến ơi, chia lại cho nhà một ly. Chia lại cho nhà một ly anh Hải uống thử coi ngọt lắm. Này vừa lúc nãy mà lúc anh em mình quay phim ấy thì các cụ run nhá, không ai bàn biết gì cả, rồi tắt máy quay cái là bóng bàn là tít mù luôn. À. Đây là gì đồ của em luôn á. À gì ruột luôn. Ngon cái đó luôn không có gì cả, cũng đấy cũng gì luôn. Có đấy. Chị Tiên làm mà do phụ là để kiểm soát đúng như rồi. Ngọt quá. Hải cũng mời. Dạ. Cô dùng cho cô để. Đây ông cho con cái nữa. À, con xin phép chúc sức khỏe ông nha. Chúc mừng ông nha. À. Được rồi. Dạ. Cái mèo đỏ đi cho may anh Hải ạ. Hả? Cái mèo đỏ đi. Ơi, đúng không? Đỏ cho nó may mắn. Nay là
Cảm anh em hết sức thông cảm, đây là cameraman Phạm Dũng phải quay phim nhá. Đấy, nhưng mà 28 này chắc chắn là xuất hiện trên màn hình. Con xin phép chúc sức khỏe các ông các chú các anh trong ông một chút ạ. Anh em con xin phép con mời các ông nhá. Dạ ạ, con mời ông ạ. Dạ. 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 Anh ơi nhưng mà bàn này em không dám hô. Thôi rồi. Nào. 2 3 Dô. 2 3 Dô. Hết luôn chứ. Chú 7 với chú 9 em là khán giả ruột của kênh Anh Hải luôn nha. À thế ạ. Vâng. Tí nữa con sang uống riêng với các chú sau. Vâng. Con chúc ông ăn cơm ngon miệng nha. Đây, mâm của anh em mình sẽ là ngồi phía bên này. Đây, anh Hải qua. Dạ. Em đố anh Hải món này là món gì? Ồ, cái món này là mình biết mà. Cái món này ở trên bản mình là cái này hay chấm với cả bịa đây. cái này là lòng sách. Dạ, đúng rồi. Đấy, cả ra. Thôi, mời các chú các anh nhá. Dạ. Cái này là chuẩn ở trên bản là chấm bịa nhưng ở đây chấm mắm nêm đúng không? Dạ, đúng rồi. Ở nhà em là chấm mắm nêm. Dạ. Đây, anh. Đây, không chơi bịa nữa. Đây mời chị Tiên nha. Mời cả nhà nha. Nào nhà mình nâng ly nào. Nâng ly nhà chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. 1 2 3 Go. Quá tuyệt vời. Ở đây là hôm nay nhà em làm theo nhiều món kiểu là một bữa ăn theo kiểu tiệc miền Tây á. À. Nên là làm theo phong cách miền Tây là đám thì hay có là bánh hỏi này. Bánh hỏi. Với lại bên trong là rau nhà em trồng luôn. À. Đó, cái này là thịt heo quay ở ngoài chợ. Có gỏi gà cổ hủ dừa với lại là cháo. Nấu với lại cả nấm rơm này. À. Ở bên này là khổ qua hầm. Rồi à, bên đó là nồi cà ri mẹ em nấu từ tối qua luôn đấy. Cà ri hầm với lại khoai xong rồi ăn với lại bánh mì. À. Còn này là bún xào với lại thịt heo nè. Còn hồi anh em mình để chắc bụng đi về Sài Gòn thì làm chén cơm. À. Để thịt kho. Nhưng mà anh kết cái món sách này này. Chấm mắm nêm ngon lắm anh. Chấm mắm nêm ngon đấy. Món này nhậu hết bài luôn. Chú ạ. Các chú thấy bia camel như thế nào? Đặc biệt là cậu hôm vừa rồi là uống nửa thùng luôn đấy. Cậu bảy là uống nửa thùng đấy. Nào con mời cậu bảy cái nào. Cậu bảy là em của mẹ. Dạ đúng rồi. Cậu bảy chú chín nào? Chú chín là em của bố à? Dạ đúng rồi. Nhưng mà phải nói hôm mà phân bộ bàn ghế vào là chú năng động nhất đấy. Đúng không? Miếng da nè. Chính ơi, có điêu giá chấm chéo thì gặp trực tiếp này điêu giá luôn nha chính. Không có chính cái vụ mua gì? Mua ba tặng mẫu hả? Mua ba tặng mẫu chỉ áp dụng ở trên livestream thôi. Ngon nhờ. Nhưng mà cái này được. Tại vì nãy giờ chuẩn bị sẵn ra cho nên là nó hơi nguội một tí. Đúng rồi. Bữa hôm rồi là uống loại lon cao đúng không bảy? Dạ. 500 hả? Dạ, cái này là 330ml. Thủ tay to đâu rồi, ra đòn đi. Mày cỡ tay gơ có 300 ngàn một thùng hả chính? Dạ. Anh em mình sang mời các bà đi. Hai anh em là hôm nay là đại diện là phù rể. Đừng đùa. Đấy, ui nóng hổi một thổi ăn, để luôn xuống đây, để vào đây. Mới vô, tám. Đây, mời cả nhà là các bà, các cô là uống nước. Anh chị em con xin phép mời các bà một chút nào. Ôi mà, các bà không ai uống bia à? Uống nước. Uống nước, cạch ly nước cũng được. À. À. Chúc mừng bà nhá. Dạ. Chúc mừng hai bà, bà Yến nữa. Bà có con dâu chứ. Lấy cho bà Yến chai nước nào để bà cạch đi, hôm nay cho bà vui lắm. Đây. Đây có rồi, bà. Đây bà. Dạ. Mình nào, sư ta cạnh ly nào. Vô. Quá tình cảm anh ơi. Đây là tình cảm. Ta vô bia, ta la giữ vô nước, ta giữ nữa.
thế mới vui chứ ạ. Dạ. Con chúc các bà ngon miệng nhá. Vâng vâng. Anh, đây là thợ nấu đám hỏi. À, thợ nấu đám hỏi à? À. Thế phải uống riêng với thợ nấu đám hỏi một ly chứ. Đây là thím, là vợ của chú Dính đang ngồi cùng bàn của mình đấy. Rồi, hai vợ chồng cứ tủm tỉm với nhau suốt. Nhưng mà đây, thím Chính uống uống đồ mạnh lắm anh ạ. À thế à? Dạ. À, con mời thím nha. Dạ, con mời thím. À, hết lon luôn chứ ạ. À? À, cảm ơn. Dạ. Không có dự tính đến cảnh mà chỉ là đây, mà... anh chị ăn thử cái heo quay này xem là có khác gì không anh. Heo quay bánh hỏi chấm với cả chấm với lại nước mắm này nha anh. À, nước mắm này. Dạ. Nước mắm này nhà làm luôn. Đây là tất tanh bên trong. À, thế đây anh bón cho em. À. Heo quay bánh hỏi. Có lá giúp cá nha. Không sao. Anh đã canh rồi. Không hồi xíu cái đùng. Đốt cho anh Dũng ngang ngang. Được rồi, đưa Dũng đi. Cho anh Dũng miếng thịt đã. Quay lại. Trời ơi. Cảm ơn Dũng nha. Để cái một chút xíu nó. Đây phân bì rồi cho anh. Này, theo quay này. Nhưng mà sao? Nó thiếu gì không? Vâng. Nhưng mà hôm đám hỏi thì anh Dũng là nhờ người từ Sài Gòn về quay anh ạ. Ừ. Dạ. Hôm mang về xong rồi quay anh em mình sẽ ăn tại chỗ luôn. Ừ. Đúng rồi, nhờ người chứ không để Dũng làm sao mà cầm máy này được. Nhất định. Bây giờ không? Ghê đông gấp thắng. Dạ, cậu nha. Dừng lại, tất cả lại là nó thắng lại chứ. Con mời, con mời các cậu, các chú ạ. Con mời các anh ạ. Dừng lại, tối qua con mắc lại là nó. Tối em không ngủ được luôn. Thì chưa có ngủ được rồi. Rất trắng rồi. Tối qua Dũng là nó cả đêm nó cứ chạy ra chạy vào thôi. Đi ra đi vào trong lòng cứ bảo em bồn chồn, mới lại là nôn nao, nôn nóng. Ôi nhưng mà chú ấy bình thường mà nói chú hay bình thường là chú nói rất là hay luôn á. Không nghĩ là chú vào cái chú hơi hợp. Không, hồi nãy em chỉ cái này. Đây chú cứ để đây em. Đi chụp em đây mang lên này chụp nóng. Chụp à, ui ngọt thế. Hãy thử đi. Các chú của anh Chiến đi. Nhanh không mình gấp phát hết luôn. Đây miếng phèo là mấy ơi. Toàn toàn rồi cái tổ ong này chính phải mời bia anh Hải khét vào chứ chính lại anh Hải ngồi không gì. Con mời chú Chín nhá. Thôi anh em thì chết. Chú có con gái không? Chú có con gái không? Con gái không à, ăn cơm là ba nữ một nam. À, yeah. Con gái lớn là bao tuổi rồi chú? À, hai mấy thì chú thôi, không có cửa đâu anh. Không lẽ ông đẹp trai nhất nhà hả? Đúng rồi, có ai nữa đâu. Chú là có hai người con gái rất là xinh luôn, xinh à. Đẹp gái lắm. Mà cháu nó còn nhỏ anh. Sao mà hai mấy? Thì một em là hai mấy rồi anh. À. Nhưng mà anh bô gần 40 rồi. Thì kêu chú rồi, sau này gặp anh là kêu chú. Chú Chín là em bố à? Em ruột bố. Em ruột bố à? À, nhưng mà nhà này là chú Chín xây đó anh. Ừ, biết rồi, chứ cái bảo rồi mà. À, chú năm nay là bốn mấy à? 44 ạ. Mà chú là sinh năm 7 mấy thôi. Chú sinh năm 80. Chú hơn mình mấy tuổi thôi nhưng mà không tha vẫn là chú. À, có món mà em mời cả nhà dùng là món cà ri là đặc trưng của miền Tây luôn. À. Là nấu bằng với cả nước cốt dừa để chấm bánh mì. Đây chị Tiên lấy lấy cho chú trước nha. Thôi thôi. Còn hết cái lòng này thì gọi mỗi. Hết rồi hết rồi. Đặt. Anh Hải ơi, lại nóng hổi nữa. Ôi liên ơi. Tục luôn. Đâu, cái này cũng nóng. Cái này nhưng, mà, nhưng mà cái này ngon thật á. Đây, sang bên kia. Đây, vừa trụng xong mà. Đang bốc khói luôn cả anh kìa. Ủa ngọt đấy.
Đây. Này, anh chấm mấy bánh mì nha. Rồi, cảm ơn em. Chị kéo gì á? Lên luôn vàng mà chúng ta đi. Cái này quá. Cái này quá. Cái này quá. Cái này quá. Ngon lắm. Ngon, món này ngon. Món này anh làm biết, anh món này anh biết ai đề xuất không? À. Em á, em đề xuất món này. Nhưng mà ở đây ngon hơn Sài Gòn. Sao ở đây nó vẫn còn độ giòn ấy. Mình ăn mà. Đây còn giờ mình test thử món cà ri mà mẹ của Diễm mà nấu từ tối qua các bạn ạ. Dạ đúng rồi. Anh thử chấm miếng bánh mì không? Ủa? Nhà em mẹ em nấu luôn ấy. Anh nghĩ là mẹ em mở nhà hàng bán món này được. Dừa nhà em trồng, vịt nhà em nuôi, khoai nhà em trồng, mẹ em nấu. Thế độ ngon nó tăng lên gấp 100 lần. Cái nhà lá dừa đó. Đâu rồi chú Chín với cả cậu đâu rồi? Nhưng mà Chín ơi, chú Chín với chú Bảy với cậu Út là thấy là đám hỏi con là dùng cái bia này luôn được không? Ok. Dạ. Cũng được, mà luôn cũng được. À, thôi hôm nay nó phải chơi cái loại cao, cho nó đô nó tít. Dạ. Nhá, loại là lon khổng lồ mà giá tí hon. Nhưng mà đúng thương hiệu này là ngon là được rồi. To hay là cũng được. Tôi thấy vô này có cải cay được. Hả, cải cay là chấm chéo ấy. À, chấm chéo. Riêng à. Có chấm chéo không? Anh hai tài trợ bao nhiêu loại chấm chéo? Riêng à. Bạn chín gài kèo đi chín. Riêng đám hỏi đến là mỗi người đến ăn là sẽ được tặng một loại chấm chéo mang về. Trời ơi. Ok nha. Yeah. Rồi, rồi chết rồi. Thế là chỉ tiên là phải đóng vào đây là 250. 250 lọ. Ok. Có hẳn 300 lọ trong 300 lọ luôn. Ok. Yeah. Hai mặt nội ngoại hai bên này em mời anh chị nha. Hôm nay là ai đi lên nhận đấy nha, còn vắng mặt là không gửi về đâu đấy. Ai đến đi được nhận. Còn đi đi hai bữa mấy lọ. Hai bữa thì về ra. Ê tôi đi hai bữa. À thế. Tôi đi bữa thứ mấy 26. Tôi không về nhá. Tối 26, trưa 27. 28. Tối 27 xong mẹ trưa nhỉ, con cháu 4 bữa thôi mà. Tới bữa đó ông cũng đừng giới thiệu ông có vợ ông riêng đó nha, 8 tuổi 16 á. Biết rồi. Không nhưng mà có vợ rồi vẫn được gấp đôi mà. Đấy được gấp đôi, nó được đôi mà. Không được đấy, mình tu thật cái hay hơn. Nhưng mà chị Tuyên thử cái này ngon, cái khoai với cả cái nó bở chị ha. Chú tay to bình thường là nói nhiều lắm, hôm nay ít đi nhỉ? Đang đây, ra đòn với chú đi. Đây là tổng quản lý cửa hàng của em ạ. Chú Chín á, là nãy giờ là thúc em liên tục. Thúc mà không có chú Chín cầm mà. Nhưng mà con gái nãy giờ chú Chín vẫn hơi ít á. Tại ơi! Bao nhiêu chết chưa? 6 lần dưới rồi. Nhưng mà chú Chín thấy cái bia này có đúng là cái chữ là cho anh mê em luôn này là có hợp lý không? Đúng rồi. Hợp lý không? Bia chú Chín thấy có mê em không? Cho em mê anh luôn. Tôi nói vậy là chú hiểu rồi đó. Đông anh mời em lên. Tôi nói vậy là chú hiểu nghe. Chứ để mời bánh đó. Rồi, uống riêng với các chú đi. Em lo nghe chú Chín ơi. Uống rồi bùm bùm bánh chứ. Đây, món này hôm nay là anh xem thử thợ nấu. Mời cả nhà. Đâu, cái này là bớt ngon hơn hôm bữa em làm luôn ấy. Thế à? Anh ấy kẹp cái miếng da ấy. Hôm nay là cây nhà, hôm nay là mọi người có sự chuẩn bị. Hôm nọ là Phan Diễm làm anh biết rồi. Anh đúng ấy không? Kẹp miếng thịt gà, đấy. Nó chua nó hôm nay nó ngấm thế này mà. Hôm trước là mình ăn vội, bóp xong cát là ăn rồi. Trong tháng này là em chơi lớn là em mua 1 ký cổ hủ dừa là tặng một lọ chấm chéo của anh Hải Saba TV luôn nha cả nhà. Quá uy tín luôn. Anh em mà muốn mua củ hủ dừa thì gọi vào số 0929 229988 anh em nhá. Ngồi ngồi để thấy ông kì ông ấy nữa. Ngon, bánh mì của mình sáng mình đi sớm. Sáng bắt bún riêu nhưng mà chưa đâu mà không thấm đâu à.
Em nghe nói là trước khi vào nhà em là mọi người ghé chợ luôn. Cẩn thận đi. Rồi mà nạp năng lượng các người còn chinh chiến. Tại lúc nãy mà mọi người ăn là mọi người có bảo khoan được chứ. Dành mối nữa rồi. Không, cái này không cần. Nhà em là chưa ai ăn gì luôn. À. Ôi, quá tuyệt vời. Cái này mà xí cho mê em luôn thì hợp. Dạ, xí quách. Xí quách nhậu với bia. Chấm chấm chéo. Tâu đất ấy thần thiên địa ơi. Cái đây cái món này là món gì em ạ? À, cháo nấm rơm ăn với lại gỏi củ dừa gà á chị. Cháo mọi người rơm. Ai đi mệt thì làm chén cháo cho khỏe à. Ngon quá. Lên lấy anh lon bia đây nè. Đó. Nha. Nhưng mà Diễm cảm giác kiểu hôm nay kiểu vui quá, sao mắt nó hơi sưng sưng lên kìa. Ngủ được. Hả? Ngủ không được nên là mắt sưng. À vui không ngủ được à. Dạ. Khổ qua này là nhà mẹ em mới nấu tối qua. Ủa phải cho qua. Làm gì mà mần ăn trong trong năm nó ngon là không được. Khổ phải cho qua. Khổ quá cho qua. Bởi là khổ qua. Cháu mà. Đây con mời chính. Sao ra cây? Đâu được. Ngay, chính. Chính phải no xong rồi chính mới chiến đấu cái vụ chậm chéo được. Trời ơi chú đâu cần 3 tháng khổ ăn cùng 7 miếng khổ qua vậy. Múc bát cháo này ngon. Bỏ nấm rơm vô nó ngọt chị ha. Miếng đi khổ qua đi. Đâu cho anh thử bát cháo nè. Chén anh Tú đâu? Này có cái chén mới nè. Nhưng mà nói chung là hôm nay thực sự là ngày vui của em giúp cả Diếp, nhưng mà riêng cá nhân mình ấy là mình cũng cảm thấy rất là vui lây luôn các bạn ạ. Đấy. Nói chung là thôi anh em mình làm chùy nhỉ. Dạ, nói chung là anh chị mà quyết định ở lại đây chơi với tụi em tới ngày 28 và sau đó là ở thêm 10 ngày nữa thì tụi em rất là trân trọng tình cảm. Đến ngày 28 là xong rồi phải thu dây cuốn loa thôi. Bây giờ ở ngoài kia gọi là trăm công nghìn việc á. Thế thì tại vì gần Tết nữa. Hai em cứ đi chuẩn bị những cái đồ đạc gì để cho ngày đấy thì cứ cho anh chị bám càng với nhau thôi. Anh chị cũng tò mò lắm xem cái đồ đấy gì. Thế thì hôm nay xong lên đó, ngày mai là anh em mình bắt đầu đi thử đồ. Đi mua vàng chứ. Đi đi mua vàng. Mua vàng thì phải này là phải hỏi ý anh Dũng tại vì cái này thì bây em lại cái này tiết lộ là ngày nào thì chúng ta đi mua quà quà cái gì gọi là vàng cưới. Quà cưới à, vàng cưới à. Cưới thì em nghĩ là ngày mai hoặc là ngày mốt là mình đi mua được rồi. Đấy. Là ngày mai em hồi hộp quá. Ngày mai là bạn Diễm muốn đi mua vàng cưới chưa? Nghĩ là chiều nay luôn đi. Chiều nay. Đây em mời anh chị nha. Không phải là sáng mai dậy sớm. Ông ấy đi mua xong hai vợ chồng mình lại mời hai em này đi ăn. Trưa mai đi ăn. Bây giờ các bạn em. Bây giờ ấy, là các bạn thử đoán xem là Phạm Dũng sẽ tặng cho Phan Diễm bao nhiêu kg vàng. Bao nhiêu cây đi cho nó nhẹ nhàng. Cây à? Nói tính bằng kg thì nó hiện tại là tiết lộ với anh Hải là Phạm Dũng là tặng 23 cây rồi. À. Nhưng mà là 23 cây mai. Hai ba cây mai mà cũng màu vàng nha các bác nhé. Em hơi bất ngờ vì có 23 cây mai luôn ấy. Nhưng mà nghe bảo là Hải suối đúng không? Ngày mai là có 23 cây mai rồi. Ngày mai mà không nở rồi. Mai tới Tết. Anh ơi cho anh uống mà anh có đặt lên đặt xuống không vậy anh? Anh bảo hôm nay ngày vui của em mà. Anh sợ là cô dâu say quá rồi. Nhưng mà hôm nay là anh vẫn chưa là cô dâu mà. Hết đi. Ủa hết rồi, rồi anh hết rồi. À, chúc mừng nhá. Khi là hôm nay là mọi người ăn hỏi còn trò chuyện rất là nhiều các bạn ạ. Khi bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video ở đây để cho mọi người ăn cơm nói chuyện. Nhiều khi là cứ giơ máy quay lên là các bác ngại lắm, không nói câu gì. Đấy. Thì
tại vì đây cũng là kiểu lần đầu tiên đi nói của nhà anh Dũng này, rồi nhà em thì có hai anh em thôi và em cũng là con gái duy nhất, nên là trong cái thủ tục hay lễ nghĩa mỗi văn hóa mỗi vùng miền khác nhau, nếu mà ở nơi của mình có khác gì so với các bạn hoặc là có các bạn xem video mà có gì thiếu sót thì cũng mong là các bạn bỏ qua. Mời Thắng, đặc biệt là cả anh Dũng thì anh Dũng cũng muốn dành cái sự xuất hiện vào ngày 28 ấy, có gì là các bạn vẫn luôn ủng hộ tất cả các anh em mình. Sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo của anh em mình nhá. Xin chào cả nhà. Chào.